Những điều cần biết về Hyundai Kona thế hệ mới ra mắt cuối năm nay, màn lột xác toàn diện từ ngoài vào trong. Hyundai Kona hiện không còn là mẫu SUV nhỏ nhất đội hình, thương hiệu chủ quản khi ra mắt lần đầu vào tháng 6 năm 2017. Trong thời gian qua, thế hệ kế tiếp của Hyundai Kona đã liên tiếp chạy thử, và dù chưa thể nói trước điều gì về những thay đổi cụ thể trên xe, có thể chắc chắn kích thước Hyundai Kona 2022 lớn hơn phiên bản hiện hành, với mục tiêu thế chỗ luôn i30 trong đội hình toàn cầu hãng, do doanh số hatchback giờ thua thiệt so với SUV quá xa. Khi ra mắt vào 2017, Hyundai Kona là dòng tên khai mở kết cấu đèn pha, tách thành nhiều cụm riêng lẻ trên xe Hyundai và thế hệ thứ hai, nhiều khả năng sẽ tiếp tục sử dụng cách tiếp cận này, dù chi tiết có thể khác đi một chút với giao diện đèn dọc, giống Palisade, Tucson hay các SUV gần đây của Hyundai, thay vì ngang như trước. Trong khi đó, nội thất Hyundai Kona 2022 thử nghiệm xuất hiện giao diện vô lăng, mới cùng màn hình kỹ thuật số phía sau, các khu vực còn lại vẫn bị che kín kẽ. Như thế hệ đầu tiên, Hyundai Kona 2022 vẫn sẽ có các tùy chọn động cơ xăng bán song song một phiên bản thuần điện, dù vậy chưa rõ chi tiết thay đổi sẽ ra sao. Do lớp ngụy trang bên ngoài Hyundai Kona đời mới vẫn còn khá dày, chiếc SUV cỡ nhỏ khó lòng ra mắt trước thời điểm cuối năm 2022, thậm chí nếu muốn thương hiệu Hàn Quốc có thể rời ngày giới thiệu xe xuống đầu 2023,